Xin chào anh em và các bạn, hôm nay giới thiệu cho anh em và các bạn máy bơm nước thải hiệu Luby. Đây là dòng Luby đến từ Ấn Độ. Thứ nhất là quay về các cái tem mác và kiểu dáng. Máy nó hơi nặng, con này công suất 2.2, hơi nặng nên là cũng không muốn cấu ra khỏi cũ. Dòng LHL này thì là bơm nước thải, chủ yếu dùng cho các cái đài phun nước. Nó là kiểu bơm nước thải trục ngang, nằm ngang nhé. Chủ yếu dùng cái đài phun nước bơm nước thải sạch, hoặc là các cái bơm tưới tiêu đồng ruộng. Nó có rất nhiều các cái chức năng để mà sử dụng được con này. Về cái phần cấu tạo thì bơm nước thải Luby là toàn thân gang FC250. Nó phù hợp cho các cái phù hợp cho tất cả những cái mà nước thải gọi là có độ ăn mòn cao. Dòng LHL thì có công suất từ 0.75 đến 11 kW, thường có sẵn tại thị trường Việt Nam. Bên Bình Nguyên luôn stock kho sẵn đến các cái giá công suất đấy. Thì nói chung là khu em nào thì mình sẽ làm video giới thiệu về gọi là từng model đấy. Hiện tại đây là các cái dòng của con 2.2 kW, model của nó là LHL-3, với công suất là 2.2 kW, chạy điện 380V, có cái đường kính họng hút xả của nó là 80-80. Xả 80-80. Bơm Luby thì được khẳng định về cái thương hiệu và cũng như chất lượng tại Việt Nam thì rất lâu rồi, được rất nhiều các cái đơn vị sử dụng, cuối như các cái đài phun nước ở Vinhome hoặc là ở trong Vin, hoặc là các cái khách sạn sử dụng để gọi là cho các cái đài phun nước. Đặc điểm của con này thì nó không phải là dạng đứng như các cái dòng của Ý hoặc là Trung Quốc, hay là các cái dòng của EU G7 nhé, hay là Nhật nhé, thì dòng này là dòng nằm ngang, tức là nó là dòng để ngang như này luôn, chứ nó không phải là dạng gọi là để đứng như các cái bơm khác. Con này thì các cái dòng mà của Luby này thì gọi là có cái độ bền nó rất rất cao. Thì anh em đã sử dụng dòng này hoặc là các cái dòng bơm, ví dụ như bơm Roto trục vít của Ấn Độ, hoặc là các cái bơm giếng Sati của Ấn Độ, thì biết là cái độ bền này thì rất nổi đồng với đá, như gọi là ngang ngửa với lại cả cái hàng Nga. Về cái hình thức thì nó hơi xấu một chút, nhưng mà về độ bền vật liệu với lại cả tuổi thọ sử dụng thì rất lớn. Thì hiện tại thì tại thị trường Việt Nam thì công ty Bình Nguyên thì đang phân phối, nhập khẩu phân phối độc quyền các cái dòng này. Thì máy móc thì đầy đủ COCQ anh em nhé. Anh em cần tư vấn hoặc tham khảo thêm các cái thông tin về sản phẩm thì có thể liên hệ với Ngãi qua số điện thoại 0988345283. Xin phép là quay toàn cảnh lại máy bơm này, rõ hút rác inox 304 bích. Cảm ơn anh em đã quan tâm đến kênh nhé.